Thật ra đó là một cái điều mà Victor cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc là mình có cơ hội để quay lại với cái thể loại này. Tại vì thật sự mà nói thì cổ trang cũng là một cái thể loại rất là hiếm ở thị trường của mình, và nó cũng đòi hỏi một cái sự đầu tư rất là lớn. Nên là cái điều kiện và cơ hội để làm phim cổ trang thật ra là cũng rất là khó. Nhưng mà nếu mà so sánh với bộ phim Thiên Mệnh Hùng trước đây thì Người Vợ Cuối Cùng lần này thì cũng rất là khác. Nó là một kiểu cổ trang rất là khác. Thiên Mệnh Hùng thì nghiêng về võ thuật và một số yếu tố lịch sử nhiều hơn. Còn Người Vợ Cuối Cùng thì thật ra là cổ trang ở đây là văn hóa và bản sắc dân tộc nhiều hơn. Câu chuyện cũng nhỏ hơn, gói gọn trong một cái làng nhỏ và một cái thị trấn. Nên là cái độ hoành tráng thì nó cũng khác. Nhưng mà chính vì vậy mà Victor cảm thấy thích thú với nó hơn. Tại vì mình có thể tập trung vô cái hành trình tâm lý của nhân vật. Nên là chính xác đây là một cái phim tâm lý tình cảm cổ trang. Đó, nên là nó có một cái màu sắc nó rất là riêng á, so với những cái phim cổ trang mà Victor làm trước đây. Có rất nhiều thứ. Thật sự là phim cổ trang là một cái thử thách rất là lớn, từ việc khai thác cái câu chuyện, mà chắc chắn là cái điều mà mọi người luôn luôn quan tâm khi mà nghĩ đến một cái phim cổ trang là bối cảnh, phần mỹ thuật và phục trang. Cái đó là cái gọi là signature, đặc trưng của một cái bộ phim cổ trang. Nên là tôi nghĩ là cái đó là cái phần mà phải nghiên cứu rất là nhiều và bỏ ra rất nhiều thời gian để gọi là tham khảo rất là nhiều tài liệu á. Thì cái đó là một cái phần mà chắc chắn phải làm rồi. Nhưng mà bên cạnh đó là đây cũng là một bộ phim được truyền thể từ một cái tiểu thuyết. Thì cái việc truyền thể nó cũng khá là cũng có cái thử thách của nó, vì tiểu thuyết ấy thì mang cái màu sắc tâm linh trinh thám hơn. Nhưng mà trong quá trình khai thác kịch bản thì Victor và đội biên kịch nhận ra là cái phần tâm lý và tình cảm của hai nhân vật chính, Linh và Nhân, nó chính là cái phần linh hồn của câu chuyện. Nên là mình đi một cái hướng nó hơi khác. Trở lại câu hỏi ấy, thì thật ra là cái phần mỹ thuật và cái phần phục trang nó luôn luôn là một cái thử thách. Tại vì khi mọi người xem một cái phim cổ trang ấy, là cái điều mà nhà làm phim muốn đầu tiên là đưa khán giả về quá khứ, đưa họ về một cái thời mà họ không biết gì về cái thời đó. Và cái điều mà Victor luôn luôn mong muốn là tuy đây là một cái bộ phim điện ảnh, và Victor biết chắc là trong một bộ phim điện ảnh thì cần cái sự hư cấu, cần cái sự sáng tạo, nhưng mà Victor cũng muốn gọi là tôn vinh cái nét đẹp của văn hóa Việt trong bộ phim mình. Nên là mình cũng muốn hư cấu trong một cái khuôn khổ cho phép thôi. Có thể nói là 80% là dựa trên thực tế, 20% là những cái sáng tạo, có những cái hư cấu mới lạ, có một cái nét, một cái vẻ đẹp điện ảnh cho bộ phim. Thật ra là đây là, có thể nói đây là lần đầu tiên Victor khai thác những cái cảnh ân ái trong phim của mình. Và cũng không có cách nào không tránh được. Tại vì đối với Victor, cái quan trọng nhất là cái phân đoạn, một cái chi tiết gì đó nó phải phục vụ cho câu chuyện. Mà trong trường hợp này, mình đang khai thác tình yêu, mình đang khai thác gọi là một cái tình yêu rất là sâu đậm của hai nhân vật chính. Nên là cái việc mà khai thác những cái cảnh gọi là ân ái trong bộ phim này nó rất cần thiết. Nhưng mà đối với Victor thì nó là một cái gì đó rất là đẹp. Nó rất là đẹp, nó rất là một cái gì đó nó đầy cảm xúc giữa hai nhân vật.
Nên là đối với Victor thì nó hy vọng thôi, hy vọng nó không phải như đó mà nó gây phản cảm, tại vì đối với Victor nó là một cái chi tiết và yếu tố mà rất là cần thiết trong bộ phim này. Thật ra thì cái việc mà chọn diễn viên có tên tuổi hay là cast một người mới ấy, nó tùy theo bộ phim, tùy theo nội dung. Có những phim như là Người Vợ Cuối Cùng, khi mà đang viết kịch bản á, mình hình dung được một diễn viên, tại vì thật ra là những nhân vật trong phim mình nó mang cái tính hình tượng rất là nhiều. Khi mà nghĩ đến một ông quan tri huyện có tính hơi trào phúng thì tự nhiên mình suy nghĩ đến anh Quang Thắng, hoặc là một mợ cả rất là kiểu quyền lực, rất là bén, thì mình cũng nghĩ đến Kim Oanh đó. Thì KD cũng vậy thôi, KD và Thuận. Thật ra Thuận là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng mà KD ấy, thì cái điều mà Victor luôn luôn mong muốn trong việc chọn diễn viên casting là không chỉ hợp vai nhưng mà có một cái sự đột phá. Và Victor nghĩ là KD, qua những gì mình đã xem rồi về KD, thì đối với Người Vợ Cuối Cùng, nhân vật này là một cái đột phá cho một cái phá cách cho KD. Vâng, còn anh Thuận Nguyễn thì thật ra là lúc mà casting á, thì Thuận bước vô phòng casting, mà khi mà Victor biết là mình đã tìm được nhân vật nhân á, là lúc mà Thuận và KD diễn chung một cái phần đoạn, mà cái chemistry, cái sự gọi là kết nối giữa hai nhân vật nó quá tốt, nó quá mạnh, nên là mình biết lúc đó là Thuận có những cái yếu tố mà mình rất là cần thiết trong nhân vật này. Thật ra thì Victor có thể chia sẻ như vậy, khi mình xong một cái gọi là bộ phim, xong một cái tác phẩm nào đó, cái điều mà mình có thể nói, mình chắc chắn một điều là mình đã hết lòng và gọi là hết mình với nó rồi. Nên là cái kết quả thành công hay không thành công ở khía cạnh nào, thì Victor nghĩ cái quan trọng nhất đó là mình phải hiểu tại sao. Mình phải hiểu tại sao nó thành công, tại sao nó không thành công. Đó. Và mình chấp nhận nó, mình nhận nó một cách rất là nhẹ nhàng. Tại vì Victor nghĩ là làm nghệ thuật đó, thì sẽ không làm vừa lòng tất cả mọi người. Sẽ có người thích, có người không thích. Nhưng mà quan trọng là khi mình nhận một cái kết quả nào đó thì mình luôn luôn ngồi lại và mình phải suy nghĩ là, và có thể phân tích luôn, ô, tại sao nó lại không thành công, tại sao nó nhưng mà tại sao phim này lại thành công. Thì thật ra mình nhận nó một cách rất là nhẹ nhàng, nên là đối với Victor nó luôn luôn là một cái một cái hành trình gọi là học hỏi, nên là phải rút kinh nghiệm thôi. Mình rút kinh nghiệm và mình quan trọng là chính mình phải biết là nó thành công hay thất bại ở đâu. Nếu tôi nghĩ năm nào cũng có phim thắng, phim thua, hoặc là phim thắng về mặt doanh thu, hoặc là thắng về mặt chuyên môn đó. Nên là, nhưng mà cũng phải nói là trong cái thời điểm mà kinh tế đang gặp khó khăn thì tất cả ngành đều gặp những cái thử thách, không chỉ ngành điện ảnh. Và cái gọi là cái mà thói quen xem phim của mọi người bây giờ cũng rất là khác, nghĩa là họ sẽ họ phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi họ chọn xem một bộ phim ở ngoài rạp. Đó, nó không giống như là lúc mà
kinh tế đang tốt, mọi người là ok, cuối tuần đi coi phim, không cần biết phim gì, cứ coi thôi, trải nghiệm thôi. Còn bây giờ thì phải suy nghĩ rất là kỹ mỗi lần mình mua một vé, nên là cái đó cũng là một cái thử thách cho các nhà làm phim luôn. Nhưng mà không nghĩa là mình ngừng làm phim, mình ngừng gọi là làm nghề. Thật ra cái đó nó phải thúc đẩy, với tôi nghĩ là sẽ phải thúc đẩy các nhà làm phim, các nhà sản xuất để mang đến khán giả những cái sản phẩm nó chỉnh chu nhất và tốt nhất thôi.